Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nam em chia tay VJ Quốc Bảo, xác nhận có người yêu mới là đại gia ở Dubai. Giữa tháng 9 vừa qua, nam em xác nhận với công chúng đang hẹn hò VJ Quốc Bảo được một thời gian. Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, nam em đã đăng tải hình ảnh mặc áo đôi tình tứ bên Quốc Bảo lên trang cá nhân, nhưng mau chóng xóa đi, chỉ sau ít phút đăng tải. Từ thời điểm đó đến nay, người đẹp hoàn toàn không có động thái gì liên quan đến bạn trai và ngược lại. VJ Quốc Bảo cũng chưa một lần nhắc tới nam em trên mạng xã hội hay truyền thông. Tuy nhiên, tham gia một cuộc phỏng vấn mới đây, nam em lại bất ngờ tiết lộ đang yêu một chàng trai ở Dubai chứ không phải Việt Nam. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho biết người yêu rất yêu thương và chiều chuộng cô, đặc biệt còn khá giàu có. Tôi tự thấy điểm yếu của mình là tình yêu. Vừa bị người yêu chia tay xong nên quyết đi tìm người yêu khác. Từ khi yêu người mới, tôi có thêm động lực để giải thoát mình khỏi bế tắc cuộc sống. Tôi không thể tiết lộ danh tính người này được, nhưng anh ấy đang sống tại Dubai và khá giàu. Tôi cắt đứt mọi mối quan hệ, thông tin liên lạc với mọi người trong gia đình mình rồi bỏ đi một mình. Tôi tự kiểm soát cuộc sống của mình, tự bước đi, không muốn bám víu vào bất kỳ ai nữa. Phụ nữ không nên yếu đuối, ủy mị trước đàn ông. Đàn ông giống kẻ đi săn, nếu yếu đuối trước chúng là chết, nam em chia sẻ. Không chỉ thế, nam em còn cho biết, khi yêu tôi yêu nhiều lắm. Bạn có hiểu cái cảm giác mà lúc mình bế tắc trong cuộc sống mà có người nắm tay kéo lên, thật sự là rất tuyệt vời. Có những lý do riêng mà người ta không thích xuất hiện trên truyền thông. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.